ca sĩ Võ Hạ Trâm 13 năm ăn chay trường. Võ Hạ Trâm chia sẻ cô trải qua 13 năm ăn chay trường. Nhờ chế độ ăn lành mạnh, tập luyện thể dục hàng ngày, sức khỏe của nữ ca sĩ được cải thiện. Chia sẻ với Zinger, giọng ca sinh năm 1990 cho biết cả gia đình cô đều theo đuổi chế độ ăn thuần chay nhiều năm nay. Bản thân nữ ca sĩ đã trải qua 13 năm ăn chay trường. 13 năm trước, gia đình chuyển hướng ăn chay. Khi đó tôi bắt đầu làm quen với những bữa ăn hàng ngày chủ yếu là rau, không thịt, cá. Đến nay, tôi cảm thấy quyết định ăn chay trường của mình là đúng đắn. Tôi ít bị bệnh vặt và tinh thần thoải mái, cô cho biết. Thực đơn hàng ngày của nữ ca sĩ có đầy đủ 3 bữa với các món ăn được chế biến từ thực vật. Cô chú trọng ăn các loại củ như khoai lang, khoai mỡ hay nhiều loại hạt như điều, hướng dương, đậu phộng, óc chó. Ngoài ra, Hạ Trâm ăn nhiều trái cây và bổ sung đầy đủ các vitamin để cơ thể được nạp đủ chất. Tôi ăn cơm rất ít mà chủ yếu là khoai. Vào buổi sáng, tôi thường ăn nửa chén cơm trắng cùng đậu hũ xào cà chua và rau muống luộc. Trong bữa ăn hàng ngày của gia đình không thể thiếu các món làm từ nấm, cô cho biết. Hạ Trâm tiết lộ cô không uống sữa có nguồn gốc từ động vật. Thay vào đó, người đẹp tự chế biến các loại sữa hạt như sữa đậu nành, sữa hạt điều những khi đi diễn xa, giọng ca 9X thường tự tay chuẩn bị đồ ăn để mang theo. Nữ ca sĩ kể sau khi lấy chồng, cô vẫn tiếp tục việc ăn chay trường. Ông xã cũng bị ảnh hưởng bởi chế độ ăn của vợ. Đến nay, chồng tôi cũng ăn chay giống vợ. Việc ăn chay khiến cho cơ thể nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Nếu bây giờ mà ăn phải thịt, cá là tôi bị đau bụng ngay, cô nói. Ngoài chế độ ăn thuần chay, 9X cũng chăm tập luyện để giữ dáng. Nhiều năm nay, Võ Hạ Trâm đều tuân thủ chế độ tập luyện nghiêm khắc với huấn luyện viên tại phòng gym. Dù có bận rộn, tôi vẫn tuân thủ việc tập luyện đều đặn. Điều đó hình thành thói quen tích cực cho bản thân. Tôi chú trọng bài tập cardio giảm mỡ thừa, tăng độ dẻo dai của các cơ bắp và khớp xương. Mỗi khi tập xong, tôi thấy cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thư thái hơn, người đẹp chia sẻ. Võ Hạ Trâm sinh năm 1990 tại thành phố Hồ Chí Minh, cô bước vào con đường ca hát sau khi đoạt giải nhất ngôi sao tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2007. Đầu năm 2019, cô kết hôn với doanh nhân Vikas Chaudhary. Chia sẻ về người bạn đời, cô bày tỏ, anh như là người mà ông trời sắp đặt để bù đắp cho tôi sau nhiều thăng trầm. Anh cũng trải qua nhiều khó khăn, từng có tất cả và cũng mất tất cả, phải làm lại từ đầu khi tuổi không còn trẻ. Vì thế chúng tôi đồng cảm và chia sẻ được với nhau. Từ ngày yêu anh, tôi như tìm được chỗ dựa tinh thần. Ha ha ha, 温三摩地所